thu hút được cả hai giới luôn. Dạ nữ chị. Chắc không? Dạ. Mà nếu mà chị tấn công em có chịu không? Nếu chị chịu. Trời ơi. Ngồi xuống cái ghế hả chị? Ừ. Đu. Thấy chưa? Rồi đúng. Ôi người, lời. Đúng người. Mày hôn anh trọng hơn tử tế. Chị ơi, chị có muốn chúng ta tìm hiểu thêm không? Nico Lan Trinh xin chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Mai Mối Cùng Người Lạ. Mai mối nhưng mà tại sao lại là người lạ? Tại vì có thể ở bất kỳ đâu. Khi mà chúng tôi bước chân ra ngoài và tùy theo nhân vật chính sẽ có một cái gu lựa chọn như thế nào đó. Tất cả đều tùy duyên. Và ngày hôm nay không biết màu sắc của nhân vật chính mang đến cho chúng ta là gì. Nico đã nhìn thấy bạn ấy rồi và rất muốn giới thiệu với quý vị khán giả. Tại vì bạn ấy đẹp và thần thái hay lắm mọi người. Hello em. Nãy giờ chị khen em nghe không? Nghe. Em ngồi kế bên mà đúng không? À quên, bây giờ phải hỏi câu đàng hoàng trước là hỏi em tên gì? Mình Trần Tuấn Tú. Nó nghe nè, phải tự tin lên. Chứ ai mà để tôi hỏi câu nào cái trả lời câu đó. Em chưa kịp nói chị. Vậy là chị hả? Chị xin lỗi em. Tại sao ế? Dạ. Cái này em cũng không biết nữa. Phong cách này, còn cái mặt này tại sao lại thích chọn tóc dài mà cũng quăng quăng. Chung là tóc còn đẹp hơn Trinh nữa. Giờ không biết để tóc gì nên cứ để dài ra đi. Nhưng mà có ai nhận xét về cái nét của em rất điện ảnh chưa? Em không biết nữa. Rất là thần thái như là diễn viên TVB. Nét đẹp phi giới tính luôn á. Thu hút được cả hai giới luôn. Dạ nữ chị. Chắc không? Chắc. Ok, cái này thì mạnh mẽ đúng không? Thì đó, theo cảm giác của em á, là tại em hơi lụy trong chuyện tình yêu. Nên là lúc mà quen bạn đó thì hơi quan tâm quá mức. Wow. Sau cái đó là em mới cảm thấy là hình như cái sự quan tâm quá mức nó làm người ta khó chịu. Vậy tại sao tới 2 năm mà độc thân mà phải nhờ tới chương trình vậy? Tại em không kiếm được người nào hợp. Nên là thử. Mà chủ động kiếm chưa? Dạ không. Không chủ động kiếm. Rồi hồi trước giờ có ai em đi ở ngoài xong cái người ta thích em, người ta lại người ta làm quen em chưa? Dạ cũng có. Rồi tại sao không thành? Dạ lại làm quen nói chuyện xong đi. Là người ta không thấy thích nữa. Em muốn biết nữa. Nhưng mà em có chủ động giữ cái mối quan hệ đó lại không? Dạ không. Vậy tại em chứ sao tại người ta? Nếu mà bây giờ chị tìm được cho em đối tượng thì em có nghĩ là em sẽ cố gắng giữ cái mối quan hệ đó lại không? Em cũng biết. Em nghĩ là nếu người đó hợp thì em sẽ giữ. Chà, ca này đúng là mỗi trường hợp là đều rất là đặc biệt. Riêng ca này thì Trinh thấy cũng hơi khó nè nha. Ok, nói về sở trường với sở đoản của em đi. Em biết hát, em biết nhảy. Biết về mẫu người của em. Em thích trời da trắng. Lớn tuổi cũng được, thích giọng Bắc. Em thích công chúa nhẹ nhàng hay là thích năng động giống em? Thể thao, làm nghệ thuật hay là làm văn phòng? Chắc làm nghệ thuật, kiểu nó vừa năng động vừa nhẹ nhàng một xíu. Ví dụ như mà già như chị. Chị lớn hơn em hơi con giáp á. Mà nếu mà chị tấn công em có chịu không? Lớn tuổi mà. Nếu chị chịu. Thì sở dĩ ngày hôm nay mà chị cùng với ekip mời em tới đây là vì mà trong đây thì chị lại rất rành. Tại vì công ty này thì chị có làm việc nhiều rồi, nên chị biết. Và chị biết đây là môi trường mà các cô gái làm việc thiên về nghệ thuật nhưng mà cũng vừa văn phòng. Nói chung là vô cùng năng động. Nhưng mà cái gì ra cái đấy. Miễn sao mà em tạo được cảm xúc cho người ta thì người ta cũng sẽ làm em có cảm xúc mãnh liệt. Ê vậy nói vậy nãy giờ chị thấy em hơi rụt rè nha. Thôi sẽ làm nhiệm vụ của tôi. Mời em ngồi đây. Chị sẽ vô chị giới thiệu với em những đối tượng phù hợp với em nha. Chị đứng đây. Hello mấy cưng ơi,
cúng cho em là xinh nhất nơi đây. Hello. Nhẫn này đâu phải nhẫn cưới đâu hả? Dạ không, em độc thân chị ơi, mà em yêu gái. Hả? Ok. Hey. Bông hoa nào trắng bóc đây? Bé này hồi nãy cho chị mượn lượt này phải không? Dễ thương quá à. Hey. Ừ. Cho chị ngắm hết mặt con đi nè. Sao chị? Bé ơi, bé nhiêu tuổi? Em 22 tuổi. Còn ế không? Chị đừng hỏi đâu đó được không? Dạ này ế mới là mất tư thế rồi, lo gì. Chị thấy không trả lời. Giận hả? Em giận chị hả? Dạ không. Mặt cưng quá. Dạ. Chị dinh ra. Wow. Trong kia bấn loạn lên hết, giống như là thi ứng thí để làm cho phòng mã vậy đó. Nào, bắt đầu nha. Đây. Để mà nhìn kỹ thấy có nét, có nét phù thê nha. Phải hợp mắt. Ừ. Thấy người ta đẹp hay là thấy tính tình hay thấy cách nói chuyện với chị mà em thích? Nói chuyện. Nói chuyện sao thích? Kiểu thẹn thùng. À, thích con gái thẹn thùng. Rồi có ấn tượng cái gì về ngoại hình của người ta nhất? Trắng. Thích vậy phải không? Giờ chị sẽ vô hỏi ý coi là người ta có muốn ra gặp em hay không. Nếu người ta không đồng ý thì coi như là fail một lần, mất một cơ hội, ok không? Dạ. Yeah. Em thấy muốn phí cơ hội này vì người này không? Chị ơi, cố lên. Trời ơi. Được rồi, cảm ơn em. Đi thôi. Trinh mà tác hợp trai là thấy Trinh bắt đầu Trinh thấy cảm giác rần rần ở trong người mình trước. Có nghĩa là bà mối cảm thấy cái này hợp. Đó, là dễ dính lắm mọi người. Nhưng mà biết đâu tôi fail sao, tôi vẫn là con người bình thường thôi mà. Bé, đeo khẩu trang vô rồi hả? Chị nói chuyện với em xíu được không? Dạ được. Cho chị hỏi là mình có người yêu chưa? Em hả? Em chưa. Em nhiêu tuổi? Em 21. Yeah. Bây giờ chị sẽ giới thiệu với em về người ấy. Có nghĩa là hồi nãy chị quay hình em á, giỡn giỡn vậy thôi. Nhưng mà ra ngoài khi mà chị đưa hình ảnh của em cho người ấy xem thì rất là thích em luôn. Với lại bản thân chị thấy hai bạn có nét tương đồng. Xong rồi cá tính của bạn tả ngay lúc đầu là thích tìm đối tượng như vậy á. Thấy ở em nổi bật lắm. Trời ơi, tôi đang nói vô đó. Đây là clip của người ấy nhảy. Lady and gentlemen, xin một tràng pháo tay cho Tuấn Tú. Em nhìn bạn này quen quen quá. Vậy hả? Có khi nào người yêu cũ không? Không. Quen mà chưa nhận ra là chắc có quen không? Một hơi nguyên nhưng mà chưa nhớ đây là ai. Vậy thì chị mời ra ngoài, biết đâu là quen từ kiếp trước đó em. Okay. Với lại chị thấy đứng lên là lại càng thấy nét tương đồng. Hay quá vậy ta. Bây giờ mà chị mời em ra tham gia chương trình vậy đó, cảm xúc của em sao? Dạ em hồi hộp, tò mò nữa. Dạ. Em có nghĩ đây là một cơ hội mà mình đón nhận một cách nghiêm túc không? Dạ thì em gặp bạn thì tất nhiên phải nghiêm túc rồi. Còn trò chuyện thì em mới quyết định được. Tương lai sao chưa nói trước đúng không? Dạ đúng rồi. Ok, chị thích tinh thần đó đó. Tóc gì dài vậy mượt? Hơi tóc rồi. Thích quá. Đi, vậy là chị để tin tưởng chị. Ừ, đứng. Rồi từ nghe, rồi nghèo. Cầm đây là được. Rồi đó đi. Đây là môi trường quen thuộc của em. Nên chị mời em ra đây ngồi trước. Có chiếc đu nè, đó, đó. Rồi mời em ngồi đây nha. Đợi chị dẫn nhà trai vô nha, đó. Rồi.
đây là cái ghế xích đu đó, em lần mò để ngồi xuống đi. Ngồi xuống cái ghế hả chị? Ghế xích đu thấy chưa? Rồi, đúng người, đúng người. Xin lỗi bạn. Ngồi đi cưng, ngồi đây nè đó. Ngồi đâu? Kế bạn đó. Đó, nó đó. Má ơi. Ok, đúng rồi. Sao Tú, tự tin chưa? Dạ rồi. Chị thấy em khép nép quá à. Đây là giây phút hai bạn tiếp cận gần với nhau. Xin giới thiệu với Tú Tú. Đây là bạn Thúy Trương. À, xin giới thiệu với bạn Thúy. Đây là bạn Tú. Hai bạn cũng đã nhìn thấy nhau qua video rồi. Thì ấn tượng về nhau là cái gì nhất? Và bây giờ nếu mà chọn ra hai điểm mà các bạn muốn chạm tay vào của đối phương, thì Tú ơi, em thích chạm vào đâu? Chạm vào, chạm tay chị. Mời em. Anh đưa tay cho bạn. Đâu phải khám bệnh đâu. Em thấy sao? Cảm giác? Cảm giác sao giống tay chị vậy? Trời đất ơi! Là không. Làm như là đã nắm tay tôi rồi vậy đó. Sao cưng? Có dạ. Điện không? Có thấy có cảm xúc gì không? Có nhiệt á chị. Rồi. Rồi, ngược lại thì bạn Thúy muốn chạm vào đâu của Tú? Em muốn chạm vào ngón tay. Ủa hồi nãy chưa thấy chạm vào ngón tay đủ hả? Không, để là bạn cảm nhận thôi, còn em chưa cảm nhận. Giờ em cảm nhận kỹ hơn. Chạm bằng tay. Mình có để móng á bạn ơi. Không biết. Tay bạn này mềm. Mềm hơn tay em luôn á. Nhưng mà tại sao lại là cảm nhận ngón tay vậy? Em không biết nữa, nhưng mà em thích con trai kiểu tay. Em không biết giải thích sao nữa, nhưng mà nói chung là em thích chạm vào tay trước. Và nó phải như thế nào thì em sẽ ấn tượng? Kiểu ấm áp, mềm. Mềm, ở đây có mềm. Dạ. Ấm là hồi nãy em nói có nhiệt, đúng không? Lại có ấm với lại có mềm rồi đúng không? Rồi bây giờ tới lượt Tú quay trở lại nè. Em còn một lần nữa, một cơ hội nữa được chạm vào Thúy thì em muốn chạm vào đó. Chạm tóc. Xin lỗi nha. Vậy không sao, không sao. Thật sự quá. Ý tục ngắn. Qua vai. Đúng rồi. Em cảm nhận thế nào về độ mềm mượt, bồng bềnh, dày như thế nào? Mượt. Có giống tóc em không? Có chất tóc? Dạ không. Dạ không? Tóc em sơ. Thúy ơi. Dạ. Thấy em. Em hả? Thật sự là chỉ thích chạm tay thôi. Em ngoài ra em chưa muốn chạm vào bộ phận nào nữa. Vậy thì chị giới thiệu với em, xin giới thiệu với em, đây là một chàng trai cao to vạm vỡ. Dạ. Nên chắc chắn là bắp tay, hoặc là đôi bờ vai, hoặc là bắp chân. Nói chung là dưới cái lớp quần áo này hôm nay chị còn chưa thấy rõ nữa, nên chỉ có mình em là có một quyền cảm nhận được thôi. Dạ, em nghĩ là em rờ tay là đủ rồi, từ từ cảm nhận sau. Ok, chị tôn trọng ý kiến của em. Tiếc ghê như tôi là Rồi, mời hai bạn quay mặt vào nhau, gỡ mặt nạ ra nè. Đây là giây phút chúng ta gặp nhau. Dạ, em chào anh. Dạ, chào chị. Cái gì? Hả? Cái gì? Em mới nói gì? Hả? Dạ, chị. Bên này lớn hơn 1 tuổi đúng không? Em sinh năm? Em 98. Dạ, em 2000. Lớn hơn 2 tuổi. Nhưng mà cái đó có phải là vấn đề của Thúy không? Dạ không, em không quan trọng phần tử tế. Mẫu người của em, em thích. Dạ, da chắc. Lớn tuổi cũng được. Bạn thì không biết là bạn tên gì? Dạ, mình tên Tú. Mình tên là Thúy. Dạ, Thúy.
Đừng dạ, đừng dạ. Dạ. Người ta là thích người con trai trưởng thành nha. Tôi thấy là ngoại hình thì được, nhưng mà tôi về sợ là đúng người mà sai thời điểm đó nha. Tại vì thấy hơi trẻ con. Bây giờ sẽ là 10 phút dành cho Tuấn Tú và Thúy Trương tự do trò chuyện với nhau, thể hiện mình. Và sau đó Trinh sẽ quay trở lại nha. Cảm ơn em. À, tôi có muốn hỏi gì không? Không ạ. À, lần đầu gặp mình bạn có cảm giác gì không? Có cảm giác yêu. Có cảm giác hả? Có ấn tượng gì không? Ấn tượng cười. Ấn tượng cười. À, bạn có muốn mình nhận xét gì về bạn không? Có. Là lúc mà mình coi clip của bạn á thì mình thấy bạn là nhí đẹp nè, với lại cao, là hai cái tiêu chí là mình rất là thích. Tay mềm nữa, sau này cảm thấy tay là thấy tay rất là mềm, rất là ấm. Sao giờ yên ngại hả? Hơi rụt rè. Hơi rụt rè hả? Đây là lần thứ mấy được hẹn hò rồi? Hẹn hò chắc lần đầu quá. Chắc lần đầu đúng hả? Mình cũng lần đầu. Không, hẹn hò thì không phải là lần đầu, nhưng mà kiểu là chưa có một mối tình nào gọi là sâu đậm á. Mình lại gọi là chưa có mối tình nào á. Hiện tại là Tú đang làm việc hay là học ở đâu? Mình đang học ở sân khấu điện ảnh. Tôi không nói gì không? Bị khó chứ không hay nói gì hả? Có muốn hỏi gì không? Muốn hỏi công việc hay hỏi về quan điểm tình yêu gì đó? Thôi, cái trước là cho em xin mừng em với chị nha. Em chị hả? Tại sao lại xưng em với chị? Con không biết nữa, ý là thay vì đừng có biết tuổi nhau đi thì nó dễ hơn. Nhờ biết tuổi là không thể xưng bằng tên được đúng không? Dạ, thay mới quen. Không sao, mình tôn trọng. Kiểu bằng em với chị cũng được. Không biết là mẫu bạn gái lý tưởng của Tú là gì? Và tại sao lại chọn chị? Tại sao lại chọn chị? Nhưng mà có ai nhận xét về cái nét của em rất điện ảnh chưa? Em không biết nữa. Là người ta không thấy thích nữa? Em cũng biết nữa. Cố gắng giữ cái mối quan hệ đó lại không? Em cũng biết. Em cũng biết nữa. Mẫu bạn gái của em thì không có. Em chỉ có kiểu nhìn có cảm giác thôi. Em rất là giống chị, tại chị cũng kiểu không có một cái quy chuẩn, không có đặt tiêu chí á, kiểu cảm thấy thích là thích thôi, kiểu vậy. Cho nên là cảm thấy cũng có nhiều điểm chung với nhau á. Còn quan điểm tình yêu? Tình yêu. Em muốn là trong một mối quan hệ em nghĩ là cái gì là cần nhất? Chị đã thấy là chị hơi chủ động nhiều quá. Chị không muốn chủ động nhiều đâu nha. Chị không thích là người chủ động nhiều. Nó nghe nè, phải tự tin lên. Chứ ai mà để tôi hỏi câu nào cái trả lời câu đó. Tính em kiểu hơi cà rỡn nên kiểu là kiểu vui á đúng không? Nên là ở đây khó cà rỡn. Không, em cứ bình thường thôi, chị cũng thoải mái vui vẻ mà. Tại vì tụi mình có điểm chung thì cảm thấy thích thì mới ngồi đi nói chuyện đúng không? Thì em cứ thoải mái bình thường thôi. Vì vậy, em cũng muốn hỏi với chị không? Hỏi gì? Chị... Tại vì chị thấy kiểu hai đứa ngồi mà chị em lấy là chị hơi chủ động nhiều á. Em không có chủ động hỏi chị nhiều. Hay là em có muốn hỏi gì không? Em nói thiệt, đó giờ là em không có ít hỏi lắm, em chỉ là nói chuyện bình thường là tự biết thôi, chứ em cũng biết hỏi gì. Em có thích nghe nhạc không? Dạ có. Mà thể loại nhạc em hay nghe là gì? Chắc là thể loại hay nghe hả? Chắc em nghe mọi thể loại. Bài nào hợp lỗ tai em nghe. Nhưng mà nếu mà chị nhìn em thì chị có nghĩ là em sẽ thích những cái thể loại như là trap hoặc là mấy cái nhạc đen á, sôi động một xíu, hoặc là mấy cái dạng nhạc mà chill. Cũng có. Em cũng có thích cải lương, bolero. Em là cũng thú vị á, giống chị. Chị nói chung là chị kiểu con người nửa hiện đại nửa truyền thống á. Cái gì chị cũng nói chung là thích thôi. Không có đặt là thích cái gì hiện đại là hiện đại luôn, mà truyền thống là truyền thống luôn, kiểu như vậy.
Nhưng mà giống nhau. Ừ, đúng rồi, mình có rất là nhiều điểm chung với nhau. À, Tú có thể hát cho chị nghe một đoạn nhỏ mà bài mới nhất. Chị có thể cho bài không? Chứ giờ chữ em bài mất tiêu thôi. Chị thích Eric thì chị thích em hát mấy bài. Em biết bài nào của Eric không? Eric? Ờ. Ví dụ? Ờ, bài gì ta? Có tất cả nhưng không có anh. Chị nhắc lời giùm em được. À, bài đó hả? Bài đó mở đầu sao chị cũng quên luôn rồi. Em sợ chị hả? Dạ. Em sợ chị hả? Em bình thường đấy, chị bình thường mà. Đang tìm hiểu nhau á, em phải thoải mái lên chứ. Em thật sự chưa bao giờ tìm hiểu. Gu em nhìn cũng lạ, kiểu thời trang phong cách nhìn lạ, kiểu hoang dã một xíu, lãng tử một xíu, đúng không? Em muốn ghét nóng. Ờ, nhưng rồi. Mà em thích mặc đồ này. Ừ, thời trang phan thời tiết. Anh đang trong từng ngày nhìn em đổi thay. Anh chưa bao giờ nghĩ là nhanh đến vậy. Có những nỗi buồn từ đâu chẳng một ai muốn, nhưng tại sao một người nơi nào tự nhiên cướp lấy em đi bằng cách nào? Duyên nợ mình trả hết cho nhau thật vậy sao? Giọt nước mắt em rơi hỏi em ơi, tại sao vì yêu mà anh thấu hiểu? Dù em có là gì, em chẳng có gì phân nhiều. Trả lại em của anh lúc đầu, anh muốn bên em đến lúc em già vẫn là của anh. Vậy tại sao tình yêu mà anh đã trao rồi nỡ còn đi lấy lại, chào ai chẳng an phần ở lại. Bạn hát cái giọng hay quá. Sao thấy hai chị em làm quen nhau có vẻ thân thiết quá ha. Dạ, tại vì em thấy bạn này có nhiều điểm chung giống em. Nhiều khi mình nhìn vào á, mình thấy nó không có chuẩn mực như là các cặp đôi bình thường. Anh em cảm xúc nó theo cái chuẩn mực không thường, mà nó lạ lạ một tí xíu biết đâu. Nhưng hai người chính ở đây lại có cảm xúc. Cái đó chính không biết. Giờ phút quan trọng đã đến. Trong 3 tiếng đếm thì các bạn sẽ quyết định như thế nào? Nếu như muốn ngỏ lời tìm hiểu đối phương thì hãy lấy bông hoa trên tay của Miko để trao cho người kia. Nhưng trước tiên thì xin mời Tú nè, nói lên cảm xúc của em sau khi gặp Thúy như thế nào. Hơi run. Có vẻ hơi nghiêm túc. Còn Thúy thì Thúy nghĩ như thế nào về Tú? Em thấy Tú là một người rất là thú vị á. Kiểu dịu nhút nhát, nhưng mà nếu mà bạn đúng sở trường của bạn thì bạn cũng rất là mạnh mẽ, cũng rất là chủ động. Dễ thương, có nhiều tài lẻ. Nói chung là Tú em nghĩ là chắc là một chàng trai bút dân mà nhiều bạn rất là thích. Thì bây giờ xin mời hai bạn quay lưng về phía nhau. Đó, đã quay lưng đúng rồi, đúng rồi. Trong 3 tiếng đếm của Miko thì bạn nào muốn ngỏ lời với người đối diện, người bên kia thì hãy lấy hoa hồng trên tay Miko nhé. Hãy nhớ, cơ hội chỉ đến lần này thôi. 3, 2, 1. Chị ơi, chị có muốn chúng ta tìm hiểu thêm không? Chị thấy Tú là người rất là dễ thương á, sẽ tìm hiểu. Nếu mà tìm hiểu thì sẽ tìm hiểu về mối quan hệ bạn bè. Dạ. Nhưng mà chị cũng sẽ nhận bông hoa này, bởi vì chị rất là tôn trọng. Không được, không được. Bông hoa hồng đỏ thì phải tượng trưng là em mở lối cho người ta để tìm hiểu em nhiều hơn, chứ nó không tượng trưng cho tình bạn. À dạ, vậy đó không nhận. Thì em thấy người ta có chiều hướng từ chối rồi thì thuyết phục hơn đi. Tại vì bây giờ vấn đề là thấy là em nhút nhát quá mà chưa đủ trưởng thành, thì em có biện hộ gì về chuyện đó không? Cố lên em, cơ hội cuối. Cái đó là biện hộ mà chị. Thì đó, muốn biện hộ không? Đâu phải mình đâu. Hả? Là sao? Ý là đâu phải tính cách thiệt của em đâu. Tính cách thiệt của em là gì? Nó kiểu gì nè? Bớt cái đó luôn rồi đó. Em đang muốn nói cái gì nè, nếu như mà nếu không á là Thúy sẽ từ chối em á. Chị đã rất cố muốn giúp em rồi. Chị nghĩ là càng tìm hiểu bạn này là em sẽ càng thấy nó cái gì chứ không phải lấy mấy bạn, có nghĩa là không phải sàm sàm giống như
con gái với bạn này đúng không? Em hãy nói hết tấm lòng chân thành của em ra thì cho chị Thúy nắm. Giờ phút quan trọng, chị xin nhắc lại luật lệ của chương trình cho em được rõ. Em có 3 cơ hội, mà đây là cơ hội đầu tiên thôi. Nên nếu như mà em cảm thấy rất thích bạn ấy rồi thì em nắm cái cơ hội này để ngỏ lời với bạn ấy. Tới luôn đi chị. Cứ gặp người mà hầu như là em gặp những người lạ, những người mới gặp thì em sẽ có, em hơi rụt rè một xíu. Em chưa kiểu chưa thích nghi được với môi trường, chưa thích nghi được với những người mới. Có lẽ sẽ tiếp xúc lâu dài thì có lẽ mọi người sẽ thấy được con người thật của em hơn. Lý do em độc thân suốt 2 năm vừa rồi cũng là lý do đó. Tại vì em quá rụt rè trong chuyện tình cảm. Yến nó là bị khó luôn. Thật sự em không biết nói gì hết. Tức quá. Sao? Đang làm gì vậy? Muốn lạy em luôn. Em không biết nói gì vậy chị. Rồi em làm đi. Thôi được rồi, nói chung là không ép. Thúy ơi, dạ. Hãy nói quyết định của em cho chị biết. Dạ, quyết định của em là em sẽ không giữ bông hoa này. Làm bạn thôi đúng không? Rồi ok, rồi giữ bông hoa làm kỷ niệm luôn đi nha. Nhà mình ơi, như vậy thì đối với Miko thì Miko thấy hôm nay là một trường hợp gọi là đúng người mà sai thời điểm. Có nghĩa là có thể tìm thấy một người giống mình, có nét tương đồng về ngoại hình với mình, có về cả tính cách cũng như là cảm thấy vui vẻ hợp nhau, nhưng mà lại thiếu một cái điều gì đó. Nên hoa hồng này vẫn ở trên tay của Tú. Cảm ơn bạn Tú, cảm ơn bạn Thúy rất là nhiều đã tham gia chương trình. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm thấy niềm hạnh phúc của mình. Và quý vị khán giả thân mến, chương trình Mai Mối Cùng Người Lạ đến đây cũng xin được phép khép lại. Miko Lan Trinh xin mời quý vị theo dõi những số sau. Xin chào.